Xin chào cả nhà, buổi sáng. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cây đậu của mình bắt đầu nó bò như thế nào nha các bạn. Tại vì cách đây cũng khoảng 7-8 ngày vậy đó, mình có quay lúc mình xuống cây đậu nó lên đó. Hôm nay mình quay cho các bạn xem cây đậu mình nay nó được gần 20 ngày rồi. Bữa nay bắt đầu nó bò nè các bạn. Này bắt đầu nó bò nè, bò lên nè, nhìn dễ thương không? Đó, đó. Giờ nó bò lên nè, này nó tự nó bò đó, mình chưa có sữa gì hết trơn á, chưa có sữa, đó. cái đậu ý, ở Việt Nam mình hình như chưa có cái giống đậu này nè, đậu này nhìn ăn rất là ngon luôn, giòn. Trái dài hơn 1 gam, một cái này nó bò rất là lẹ luôn. Mình cũng chưa có bón phân gì cho nó, chỉ có cái hồi lúc mà cái phân mà ương mình bỏ vô ngay cái lỗ thôi, chứ mình cũng chưa có tưới phân gì. Cái này là cái hồi xưa mình trồng dưa rồi, tại cái mùa này nóng quá mình thấy vậy, mình trồng đậu mình đổi đất một chút xíu á. Tại cái họ đậu nó có rễ rễ nút xanh nữa. Đấy, Việt Nam ta có cái rễ nút xanh thì tốt. Ok, nay mốt nè xem mình sẽ quay tiếp là lúc nó ra hoa rồi ha các bạn. Xin chào, bye.